Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì câu chuyện ngày hôm nay khá ly kỳ các bạn. Là Tân có đăng lên fanpage những cái tấm hình hồi sáng này. Thì các bạn có vô xem mà ai cũng rợn người hết ha. Nhưng mà câu chuyện nó còn ly kỳ hơn vậy nữa. Thì đầu tiên mình phải nhắc lại cái câu chuyện ngày hôm qua. Thì hai cái bạn đó sau khi mà hai bạn thoát khỏi cái cửa tử á, hai bạn mới tìm hiểu những cái chiếc xe ở trong đó. Tân hôm qua Tân cũng có hỏi là được sản xuất năm nào. Thì cái khoảng thời gian mà số bạn trả lời về chiếc xe đó là Tân cảm thấy là nó hợp và trùng khớp với câu chuyện ngày hôm nay. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay vô tình hai cái người hôm qua lại điều tra được. Và Tân cũng có xem xét thêm những cái tư liệu mà bên Tân tìm hiểu. Thì Tân thấy nó trùng khớp với một cái câu chuyện. Cái chiếc xe Range Rover hôm qua nằm ở trong hầm của một tòa nhà bị cháy và bị bỏ hoang từ năm 2003. Nhưng mà chiếc xe đó đã được sản xuất dao động tầm khoảng năm 2013 đến 2018. Thì cái câu chuyện này nằm ở khúc giữa của cái thời gian sản xuất chiếc xe này. Vì nó hợp lý. Và chiếc xe này được cho rằng là của một người bác sĩ. Và ông bác sĩ này ông bị mất. Có người nói ông mất tích. Có người nói ông mất mạng. Và ông bị mất tích cũng như là mất mạng chung với gia đình của ông. Nhưng riêng những thành viên trong gia đình của ông gồm vợ và hai con thì tìm được xác. Thì tại sao cái chiếc xe đó lại nằm trong cái hầm của một cái tòa building bị cháy năm 2003 mà bị bỏ hoang? Thì khi mà xem xét vào câu chuyện á, nó còn kinh khủng hơn nữa. Thì cái câu chuyện nó là như vậy. Cái người bác sĩ này là một người rất thành công. Ông không phải là một cái người bác sĩ bèo. Và ông có cuộc sống rất là đầy đủ sung túc. Và ông cực kỳ giỏi. Nhưng bị một cái chuyện là vợ của ông lúc này đã sinh được chồng hai người con rồi. Nhưng mà vợ của ông lại là một người tin vào tâm linh. Và tin vào tâm linh một cách rất là thái hóa. Có nghĩa là bà làm cái gì bà cũng đi cúng hết. Và hai đứa con á, bà đi kết duyên với lại Long Dương. Thì bình thường người ta đi kết duyên, nghĩa là người ta sinh con người ta là con của Phật, con của vị thần này, thần nọ. Nhưng mà để làm con của Long Dương á, thì nói chung là nó không phải là nhiều. Có chứ không phải không có, mà không phải là nhiều. Người ta ít khi đem con đi cầu cạnh Long Dương lắm. Trừ khi là cuộc sống người ta là cuộc sống lên đên trên biển. Người ta xác định nhà cửa người ta sống ở biển. Thì người ta phải dựa vào cái chuyện chài lưới. Thì người ta mới đi kết nghĩa với lại Long Dương. Chứ còn một cái cuộc sống giàu sang sung túc. Chồng là bác sĩ. Nhà thì biệt thự. Nhưng mà lại có một người vợ tin vào tâm linh mà con đẻ ra là đi kết nghĩa với Long Dương. Thì ông này, ông cứ cố gắng để mà ông chữa bệnh cho vợ ông. Thì trong những cái người mà kể lại về cái câu chuyện của người bác sĩ đi chiếc xe này á, thì họ nói rằng người bác sĩ này rất là giỏi. Nhưng mà vợ ông như vậy, đâm ra ông cứ đưa vợ ông đi khám bệnh về tâm lý. Thì nhiều người ta thân, người ta mới nói lại là cái người vợ này từ nhỏ bị một cái chứng bệnh tâm lý ám ảnh, gia đình mất mạng ở dưới sông. Thì sau đó ổng mới một lần ổng hỏi cái người vợ này là tại sao em cứ ám ảnh cái chuyện gia đình em chết ở dưới sông. Tại ổng quen cái cô này là học ngành y mà học y tá. Khi quen là mới biết là trong quá khứ vợ mình đã từng mất cha, mất mẹ và mất một người anh trai. Nhưng mà không phải mất một lúc nha các bạn. Mà mất từng người ở dưới sông. Thì lúc đó là cổ mới bị ám ảnh là phải đi kết nghĩa với Long Dương. Thì cái người lúc mà yêu đó. Thì ông bác sĩ này, ông chiều chuộng, ông lắng nghe, ông chia sẻ. Nhưng mà khi trở thành vợ chồng rồi. Thì cái chuyện đó nó lặp đi lặp lại, nó trở thành sự ám ảnh. Các bạn thử suy nghĩ lại đi. Bao nhiêu cặp vợ chồng chia tay
là bởi vì khi ở nhau lâu quá rồi, họ không còn sự đồng cảm như lúc mới yêu. Lúc mới yêu, cái người bạn gái của mình hay là người chồng của mình, dù nói chuyện vô lý cách mấy thì cũng sẽ cố đồng cảm, cố nghe. Nhưng mà khi mình quen lâu rồi, mình hiểu tính của nhau rồi, thì bắt đầu là cảm thấy mệt mỏi với những cái vô lý của nhau. Thì cái ông bác sĩ này cũng là con người, dù giỏi cách mấy, áp lực cách mấy, thì ổng đã nhìn theo cái hướng thực tế của khoa học. Ổng xác định vợ ổng là một người bị ám ảnh tâm lý, chứ không hề có tâm linh và cũng chẳng có một cái thế giới ma quỷ nào. Thì ổng quyết định ổng làm một cái phương án thôi miên tại nhà. Thì khi ổng thôi miên thì cái người vợ mới kể lại được những gì mà người vợ chứng kiến. Thì lúc nhỏ gia đình này bốn người là cùng nhau đi du lịch. Cái gia đình cô vợ của ngày xưa đó cũng không phải là một gia đình èo ọt gì, cũng là một gia đình khá giả, có một chiếc xe hơi trong làng. Thì cái làng nó nhiều người có xe hơi lắm, chứ không phải một mình gia đình của cô này. Nhưng mà trong nhà, người anh lúc đó là 20 tuổi, cha mẹ đều biết lái xe, riêng cô này lúc đó còn nhỏ. Cho nên bốn người lúc đó đi du lịch cùng nhau. Khi mà đi du lịch cùng nhau, họ đi ngang qua một cái khu rừng. Thì lúc đó cái người anh 20 tuổi đó, một người vạm vỡ, cái người mà gọi là trai tráng, thì cái anh đó ảnh bị chóng mặt say sẩm, ảnh muốn ói. Và tình trạng nó càng ngày nó càng nặng. Cho nên lúc đó là mới dừng xe lại bên đường để cho anh này ói. Khi ảnh bước xuống, ảnh ói rồi, thì gia đình mới thấy ở sâu trong rừng nó có những cái âm thanh và nó có những cái hình ảnh và màu sắc giống như là một cái bệnh viện. Và họ nghe tiếng cấp cứu, họ nghe những cái tiếng người rột rạc như là một cái bệnh viện. Thì họ mới đánh xe vào trong đó để họ mong rằng tìm thuốc khám cho người con. Vì họ biết con trai mới 20 tuổi rất là khỏe, không thể nào mà đi đường mà bị vậy được, nó biết lái xe. Nó là tài thứ hai đó. Nếu ba nó mệt nó sẽ lên nó lái. Nếu mà nó mệt, ba nó mệt thì mẹ nó là người lái. Cả ba người biết lái xe hết. Nhưng mà khi đi sâu vào trong cái âm thanh cũng như cái hình ảnh họ thấy á, thì khi vào đến nơi họ thấy một cái bệnh viện bỏ hoang. Sau khi họ thấy bệnh viện bỏ hoang đó rồi, họ mới nhìn thấy đằng sau bệnh viện người ta khinh kiệu và rất nhiều người bận đồ đỏ. Người ta đi vào trong bệnh viện thì cái hình ảnh nó giống như đám cưới ma. Thì gia đình sợ quá. Thì lúc này cái người con mà anh của cô này, cô vợ đó bị hôn mê rồi, đâm ra là không thấy. Thì ông bố đánh xe ông chạy ngược trở ra. Khi chạy ngược trở ra ông rất là hào hứng. Bà mẹ cũng hào hứng mà cô này thì sợ. Cô này thì sợ lắm mà hai vợ chồng rất là hào hứng. Và nghĩ rằng là mình lần đầu tiên mình khám phá được một nơi bỏ hoang và thấy được một cái cảnh đám cưới của ma. Đâm ra là định là đi khám cho người con. Con trai á, là xong đứa nó tỉnh á, thì mình sẽ kể cho nó nghe. Là mày mới vừa mà bất tỉnh thì mẹ với ba mới thấy một cảnh đám cưới ma tại chỗ đó. Tại người xưa người ta nghe những cái chuyện đó người ta sợ nhưng mà người ta rất hào hứng vì ta thấy thiệt. Thì khi về tới một cái thành phố lớn kế tiếp, đưa cái người con trai này vô khám, thì anh của cô này đã bị mất do bị viêm não cấp. Lúc đó gia đình mới bàng hoàng. Mọi cái vấn đề về cái chuyện đa ma quỷ đó là họ bỏ qua một bên, họ không nhớ nữa tại vì sức khỏe là người anh là lúc này đã mất rồi. Bây giờ họ bị choáng váng bởi cái chuyện đó, họ không biết phải làm sao. Thì họ mới đưa cái xác về sau khi khám nghiệm xong hết. Tất cả mọi thứ họ cho lời khai hết, cảnh sát ta cũng điều tra nhưng không thấy gì. Khám nghiệm thì biết là do bị viêm não đâm ra, họ phải quay ngược trở về. Họ thuê xe, thuê đồ, họ quay chở cái xác quay về lại cái thôn làng của họ. Khi mà về, những người lớn tuổi trong làng á, người ta không có cho vô. Phép vua thua lễ làng, người ta mới nói một cái câu rằng là khi đi là vui mà khi về có người chết là mang cái vận xui đến cả làng. Cho nên không cho mang xác vô trong nhà. Nó là chuyện trong làng, nhưng mà chuyện luật pháp thì người ta cho phép. Phải an táng trong nhà chứ an táng ở đâu. Một cái thôn làng vậy cũng không có chỗ để như là nhà tang lễ để người ta thuê.
Thì thuê cũng thuê ở trong làng chứ thuê ở đâu. À thì lúc này là ta mới mời cơ quan chức năng Trung Quốc đồng ta tới, ta mới thương lượng. Thì những cái người lớn tuổi mới đề nghị là mời thầy Pháp đi. Nếu cái dòng là nếu cái người mất á mà cái dòng nó không có bị ai ám thì chấp nhận cho để trong nhà. Thì bạn biết những cái thôn làng đó thầy Pháp rất là nhiều, họ mời người trong đình tới. Thì những người đó tới khi họ nhìn họ nói gì chứ trưởng làng thì không biết. Nhưng mà người trưởng làng này sợ và cho an táng ở trong nhà. Khi bưng xác cái người anh của cô này vô trong nhà, an táng rồi, tất cả mọi thứ xong rồi, thì những người thầy Pháp mới nói nhỏ với người trong làng, nói nhỏ với ba mẹ cô này. Cô này không nghe được. Thì khi mà nói thì mới thấy người thầy Pháp lấy một cái đinh đóng trên đỉnh đầu của người anh. Thì trong đó mới xì ra một cái nhớt xanh. Thì tất cả bàng hoàng hết. Thì hôm sau là an táng thì thường người ta sẽ đem đi thiêu hoặc là người ta đem đi chôn. Thì mang xác anh cô này đi ra cái dòng sông, họ làm cái lễ cúng, ta gọi là lễ cúng đưa cái xác và hồn về lại với Long Cung. Thì lúc đó anh của cô này đem đi thả trôi sông. Thường á khi mà người ta thả xác trôi sông á thì xác nó sẽ 3 ngày nó trồi lên, nhưng một khi bạn làm những cái lễ cúng đó, đó mà những cái người ở dưới đó họ nhận á thì cái xác nó đi luôn không bao giờ về, giống như bạn chôn dưới nước kìa. Nhưng mà rồi sau đó bạn biết không, là ba mẹ cô này lần lượt đi ra sông tự sát vào những năm sau đó. Và cuối cùng là bà mẹ là người mất đó, thì cô này mới phải qua ở nhà một người bà con ở một tỉnh khác. Và từ đó trở đi cô này mới tìm hiểu, mới biết trên đời này nó có nhiều cái không gian tâm linh khác nhau, thì Long Cung là một nơi như vậy. Cô sợ là con của cô, chồng của cô và những người thân sau này giống như cha mẹ và anh của mình, đâm ra khi sanh con ra đó là đề nghị chồng làm lễ để mà sinh 2 đứa con là được Long Dương nhận. Thì sau này lớn lên tụi nó vẫn bình thường, không có gì hết. Thì khi mà cái người bác sĩ này thôi miên vợ mình thấy cái câu chuyện như vậy thì ông biết là trong ký ức nó có thiệt mấy bạn. Thôi miên là một cái phương pháp để bạn nhìn về quá khứ để coi rằng cái người đó trong quá khứ họ xảy ra cái chuyện gì mà dẫn đến tương lai họ bị trầm cảm, họ bị những cái chuyện bất thường. Thì ông biết nó là sự thật và ông bắt đầu ông đi điều tra cái vấn đề của người vợ. Thì khi mà ông điều tra vấn đề của cô vợ này á, ông mới đi về cái nơi mà cái đoạn đường mà được cho rằng thấy cái bệnh viện bỏ hoang đó. Thấy cái bệnh viện bỏ hoang đó thì ông mới đi tới rất là nhiều lần. Thì trong một lần ông có nhìn thấy bệnh viện đó thật. Vào đúng khung giờ ban đêm thì ông vô đó ông có thấy một cái đám cưới. Một cái đám cưới thật sự là như vậy. Nhưng mà ông không có sợ. Ông cho rằng đây là một cái tà giáo, một cái giáo hội hay là cái gì đó người ta tổ chức. Thì ông mới đi theo vào trong đó. Thì bạn biết đó là một cái bệnh viện bỏ hoang từ ngày xưa. Người ta bỏ hoang từ ngày xưa rồi. Nó giống như là một cái bệnh viện mà nó đặt ở đó để mà nó cứu những cái người mà hồi đó mà đi vô xâm chiếm Trung Quốc á. À, những cái doanh trại quân đội xung quanh nơi đó là bị bất cứ thương tích gì thì vào bệnh viện đó nó bị bỏ hoang. Khi ổng đi theo những cái nhóm người đó thì xuống một cái căn hầm. Ổng mới thấy dưới căn hầm đó nó có một cái Long Cung. Và nó giống như là trong động Thủy Cung vậy đó. Người ta đúc những cái tượng như vậy. Và có một cái cô gái bận đồ người xưa. Và để cái dòng chữ: nếu đây là cái nơi mà để làm đám cưới với lại con gái của Long Cung. Thì từ khi ổng thấy cái chuyện đó ổng về. Ổng đi về. Ổng mới kể lại cho vợ ổng nghe. Là cái cô mà ba mẹ là ngày xưa thấy mà gia đình mất đó. Thì cổ mới nói thôi đừng có đụng tới. Đừng bao giờ đụng tới những nơi đó. Sao anh liều mạnh vô đó vậy? Thì ổng nói là anh phải tìm hiểu tại sao lại có cái chuyện đó. Hay là nơi đó là cái nơi phát là có loại virus nào đó để cho anh của em bị cái chuyện về não. Thì mình phải có trách nhiệm, mình báo lại chính quyền để người ta đập bỏ cái chỗ đó đi. Còn những cái chuyện mà mình thấy đó, là do người xưa người ta mê tín, có thể chỗ đó bị bỏ hoang, đâm ra người ta xuống dưới đó người ta làm những cái lễ cúng bậy bạ, hoặc là
Trước khi bệnh viện được xây lên thì ở đó đã từng là một cái đình, cái miếu nào đó để cúng người ở dưới Long Cung theo phong tục của người xưa. Thì ông này bác sĩ ông vẫn giải thích theo khoa học. Nhưng mà rồi dần dần sau đó không hiểu lý do tại sao, ông bắt đầu ông đi làm lễ, ông kết nghĩa với Long Dương. Ông bắt đầu ông biết những cái bài cúng cổ truyền ngày xưa để nói chuyện với người âm ở dưới nước. Và sau đó là ông vào trong đó, ông tu sửa và ông sửa lại cái chỗ đó. Và nơi đó là một cái nơi nó đã có một cái truyền thuyết cũng rất là kỳ lạ. Nơi đó là cái bệnh viện, nó gần một cái dòng sông. Thì ngày xưa người ta mới đi những dọc cái dòng sông đó, những cái doanh trại mà ta vô đô hộ Trung Quốc ngày xưa chia năm xẻ bảy đó, người ta ở đó là thấy cái dòng sông đó, thấy một cái tảng đá ngọc bích, thì người ta mới về, người ta chuẩn bị, người ta khai thác cái chỗ đó, ta nghĩ nơi đó là mỏ đá. Thì khi người ta khai thác, tất cả những người gần đó ta đều mất mạng hết, người ta đều mất mạng hết, nhưng mà những cái xác ở đó đem đi đâu thì không ai biết. Thì từ đó trở đi cái bệnh viện này bỏ hoang luôn, là tại vì do ngày xưa người ta bị cái chuyện đó, từ bác sĩ bệnh nhân người ta chết hết, do thấy cái viên đá ngọc bích đó ngay chỗ dòng sông đó, cho nên bị bỏ hoang luôn. Thì bây giờ ông bác sĩ này á, ông vô đó ông tu sửa lại. Nhưng mà từ khi ông làm lại điều đó thì bắt đầu ông có những tâm tính bất thường. Thì khi xảy ra những tâm tính bất thường vậy thì đêm hôm đó không biết ông có trở về, ông làm gì gia đình ông hay không. Nhưng mà hôm sau thì vợ con ông đều chết, riêng ông thì mất tích. Nhưng một số người biết câu chuyện này thì nói rằng là tìm được xác của ông ở tại cái nơi bệnh viện bỏ hoang đó, là ông đã làm cái lễ để ông trở thành phò mã của công chúa Thủy Tề đó. Thì sau khi tôi nghe những người các bạn đó kể lại đó, như vậy thì cái chiếc xe mà ông chạy đi tới cái chỗ bệnh viện đó bây giờ đang nằm trong ở chỗ cái building bị cháy năm 2003. Thì theo tôi nghĩ có lẽ cái nơi giấu đồ của người âm mà tôi kể chuyện ngày hôm qua thì là cái nơi giấu những cái câu chuyện, những cái tang vật, câu chuyện liên quan đến ma quỷ các vùng xung quanh đó. Thì khi mà tôi tìm hiểu á thì tôi mới hệ thống lại được cái câu chuyện này. Các bạn biết á, ở nơi đó nó bị bao bọc cái dòng sông, mà cái bệnh viện bỏ hoang ở dưới có cái Long Cung mà kết mà chuẩn bị làm lễ cưới với lại con gái của Long Dương đó, nó bao bọc bởi bốn ngôi chùa, và bốn ngôi chùa đó là tượng trưng cho thế chứng yểm, và bốn ngôi chùa đó đều có pháp bảo hết. Thì theo tôi nghĩ là như vậy, nơi đó đã từng có một cái người nào đó của thời xưa đã chết ở đây, mà là chết đuối, nhưng mà cái dòng đó nó vô tình nó hưởng được một cái khí tiên nào đó của ngày xưa, và nó thấy được những người trong Long tộc, thì nó mới đi men theo cái dòng sông để qua các tỉnh để ra biển, và nó muốn gia nhập Long tộc. Các bạn biết có rất nhiều người khi người ta mất đi, người ta rất muốn người ta trở thành người của Long tộc, gọi là đầu thai về một cái cõi khác. Thì cái dông ma này chắc nó thấy được điều đó, nhưng nó không được vào Long tộc. Thì nó mới quay ngược trở về lại nơi nó mất, mà nó tu luyện cùng với cái khí tiên vô tình đó thôi. Nó tu luyện trở thành một viên ngọc bích. Thì bạn biết ma quỷ nó rất là biết cái lòng tham của con người. Nó lấy cái sự đẹp đẽ của viên ngọc bích để mà nó đổi lấy máu thịt của những người đang đóng doanh trại xung quanh đó, để mà nó hưởng máu, tại vì đây là bệnh viện, chắc chắn sẽ có máu tươi, và là nơi chiến địa, nó là bệnh viện để phục vụ cho những doanh trại mà, thì chắc chắn phải có máu và nơi chiến địa. Thì chắc có lẽ như vậy, đâm ra nó hưởng được máu tươi, nó luyện tiếp. Nó là một loại ma da mà tu luyện thành quỷ mạnh đó. Thì sau khi nó tu luyện xong, nó có thể hưởng được bao nhiêu mạng người rồi, thì nó cứ làm một cái lễ mà nó tự cho nó là con gái của Long Dương. Cho nên những cái người thời xưa ở chỗ đó, người ta đã từng thờ nó, và người ta đã từng làm cái động để làm cái chuyện đó. Và hình như không phải một phò mã, mà là nhiều phò mã. Có nghĩa là những người nào mà nó thích, nó sẽ hưởng cái mạng đó. Thì tôi không biết là như thế nào, nhưng tôi nghĩ cái dông này là dông nữ.
các bạn nghe có phải không, thấy hợp lý hay không? Cái dòng này là dòng nữ mà nó thành quỷ và nó muốn lập một cái long cung riêng tại cái vùng này. Và người xưa chắc người ta cũng biết, đâm ra người ta mới xây 4 cái ngôi chùa xung quanh. Hay là hữu duyên sau đó ngôi chùa đó chứng yểm chỗ đó, nó không ra bên ngoài được. Thì cái gia đình của cái cô vợ đi ngang của năm xưa đó bị thu hút bởi năng lượng ma quỷ. Thì cái người anh của cô này được nó chọn. Được nó chọn cho nên là nó mới cho thấy. Thì gia đình mới đi vào trong đó, mà khi thấy nó đoạt cái hồn rồi. Cho nên ông anh mới bị chết. Rồi sau đó mới làm lễ cúng, thì nó lôi mạng của cha mẹ xuống theo. Riêng cô này nó không nhận. Cô này nó không nhận thì cô mới thoát, nhưng mà cô bị ám ảnh tâm lý. Thì cái người bác sĩ khi thấy vợ mình như vậy mới đi điều tra qua cái chuyện thôi miên, thì biết ngày xưa có thật như vậy, đâm ra đi điều tra. Thì trở thành người phò mã thứ hai. Tại vì đi nhiều lần nhưng mà không gặp. Thì đến một cái khoảnh khắc vào ban đêm thì thấy. Tức có nghĩa là cái người đó cho thấy. Mới vào trong đó. Thì sau tất cả mọi thứ như vậy tân hệ thống lại, thì hai cái bạn mà hôm qua thì cũng đã tìm ra được cái nơi đó. Nói chung người địa phương người ta có biết đến cái bệnh viện đó nhưng người ta không dám bước vào. Thì hai bạn này vào và có chụp lại. Nhưng sau đó lập tức chạy ra. Thì những gì còn lại nó chỉ là những hình ảnh rất ít thôi. À, nó không có nhiều. Thì nếu bạn có thắc mắc có thể vào trong coi thử. Một cái bệnh viện mà có đường hầm đi xuống. Trong đó lại có một cái tượng gọi là để là Long Cung, là cái tượng để mà làm đám cưới. Với lại công chúa Thủy Tề. Bởi vì mới nói chuyện ma đó, ở khắp nơi rất là ly kỳ. Mà tại sao ma Trung Quốc hay là những phim ma Hồng Kông, ma Đài Loan mình coi mình thấy sợ? Bởi vì cái lịch sử của nó trải qua quá nhiều năm. Hình thành ma quỷ cũng quá nhiều. Nhiều khi mình đâu có biết được xung quanh mình đã có những chuyện gì. Có những tòa nhà bỏ hoang trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có mà. Đâu biết trong hầm hay là trên đỉnh của nó có chứa những cái pháp bảo nào của ma quỷ hay không. Còn đây là một cái câu chuyện vô tình mình phát hiện ra. Và những người này họ còn tìm hiểu thêm nhiều câu chuyện khác nữa. Và họ sẽ gửi về cho kênh. Nếu mà các bạn hứng thú với câu chuyện thể loại giống như vậy, có thể like, share và subscribe để kênh YouTube và câu chuyện của Tân đến với nhiều người hơn. Và để Tân biết và Tân làm thêm. Ha, các bạn thấy sao về câu chuyện này? Và hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.